trước mặt các bạn là hai cái quạt. Một cái quạt hiệu Daiso không cắn với giá trị gần 14 triệu. Còn bên đây là một cái quạt Amazon Basic khoảng hơn 1 triệu. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cố trả lời câu hỏi: liệu cái quạt không cắn này có đáng mua hay không? Tại sao mình lại có hai cái quạt để làm video này đó hả? Đây là một câu chuyện khá là dài. Mình kể các bạn nghe nè. Em à, gì? Đang làm gì ạ? À, tao đang mua cái quạt, mấy em đang trời nóng quá Ờ, công nhận nóng thiệt. Ủa mà trời nóng mày mặc cái áo cái gì vậy? Tại vì tao là con bò, chẳng phải mày cũng đang mặc đồ con gấu đó hả? Ủa mà mày mua cái quạt gì cho tao xem mấy coi. Nè đây mấy coi nè. Đang xem cái quạt này nè. Nó chỉnh lên chỉnh xuống rồi cũng khá ok nè. Rồi hơn 21.000 review. Ủa không? Ơi ngon vậy? Xúc đi. Ê, cái này hay lắm nè mày. Đâu, cái nào, cái nào? Đi vậy? Không cánh luôn. Ghê đẹp, ghê. Đẹp. Mà bao nhiêu tiền như mày? Tiền cả, để tao xem, để tao xem. Cái gì? 600 đô hả? Mày đùa tao hả? Nhưng nó đẹp hả? Gần 1.000 review luôn kìa, trời ơi xịn quá trời xịn luôn. Có thằng khùng mới mua cái này. Mày nói ai khùng? Đừng nói là... Lấy đi. Và bây giờ con bò bắt mình phải chọn một trong hai. Và mình sẽ chứng minh cho nó rằng cái quạt không cánh này nó đáng mua như thế nào. Và mình sẽ không chỉ chứng minh bằng cách là nhìn bề ngoài và có cái điều khiển đó nữa. Nó cảm ứng trên đây nè. Đó. Fuck. Nói chung mình sẽ không có lựa chọn hai cái quạt này chỉ với cái vẻ bề ngoài sang trọng của nó, mà mình sẽ còn dựa trên những cái dữ liệu một cách khoa học nhất có thể. Tại vì rõ ràng rồi, nếu các bạn giàu, các bạn dư tiền thì chắc chắn khả năng cao là bạn sẽ chọn cái quạt không cánh này. Trời ơi, nhất là cool ngầu và hiện đại. Chưa nói là quạt có 10 lựa chọn tốc độ gió, trong khi cái quạt bên đây này nó quá tầm thường. Nó chỉ có 3 mức độ mà thôi. Nhìn thì chẳng có gì sang trọng cả, rất là bình thường. Nói chung với hầu hết người dân Việt Nam, nếu mà hai cái quạt này giá cả ngang nhau thì khả năng cao nhiều bạn sẽ chọn cái quạt này, bởi vì cái tính chất khu ngầu của nó, không có cánh, rất là hiện đại. Nhưng mà mình là một con bò thông minh, mình mua hàng là có lý trí, mình sẽ... Các bạn hãy nghĩ kỹ lại xem, khi các bạn mua quạt, các bạn quan tâm đến những yếu tố gì? Có phải là độ mát của quạt, cũng giống như là cái độ yên tĩnh của quạt khi nó hoạt động hay không? Về độ mát thì chúng ta có thể đo bằng cách là đo tốc độ gió. Và để đo tốc độ gió thì mình đã mua một cái máy thiết bị. Nó gọi là anemometer. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đó. Thì khi mà mình để chiếc cái quạt nào, cái quạt hoạt động á, thì cái này sẽ quay. Mình không biết các bạn có thấy không nữa, nhưng mà nói chung á, là khi mà nó quay á, thì ở bên dưới nó sẽ hiện ra cái độ, cái tốc độ gió mà nó sẽ ghi nhận lại, và mình sẽ đo tốc độ gió bằng cái thiết bị này. Mình là một light sleeper, có nghĩa là mình ngủ rất là nhạy. Mình bên ban đêm mà có tiếng động gì đó một cái là mình dậy liền, mình tỉnh liền. Đó, cho nên là việc mình có một cái quạt mà nó không gây tiếng ồn cũng là một cái yếu tố mà mình sẽ quan tâm khi mà mình mua quạt. Thì để mà đo thiết bị này thì mình đã mua một cái máy, nó gọi là... Mình chẳng biết cái máy nó gọi là gì nữa. Nhưng mà nói chung là nếu các bạn tốt nghiệp lớp mẫu giáo nâng cao, các bạn học môn vật lý, thì khả năng cao là các bạn sẽ biết được rằng là để đo âm thanh, người ta sẽ dựa trên cái đơn vị nó gọi là decibel. Và trên màn hình các bạn đang thấy đó chính là cái bức hình minh họa cái độ lớn của âm thanh so với những cái hoạt động bên ngoài. Thì các bạn đã thấy chính là hiện tại là mức độ đang khoảng đâu đó, mình đang nói chuyện đó các bạn à, là khoảng đâu đó gần 70-80. Đó, thì nói chung là nó khá là to. Nếu các bạn đang nói trực tiếp với mình thì mình nói, đang nói khá là to. Để mà đo cái chỉ số độ ồn này thì mình đã đo ở mức độ khoảng 2 mét. Nhưng mà mình không có thước đo, cho nên mình đã dùng cái tấm thảm tập yoga ở nhà dài 188cm. Ok, nói chung là gần 2 mét rồi, cho các bạn đừng có ý kiến ở đây nữa. Tại sao lại là 2 mét? Thì mình nghĩ đây là một cái khoảng cách khá là ổn từ cái quạt đến cái tai nghe của mình. Nghĩa là giả sử là nếu mình để cái quạt ngay dưới chân của mình đi thì mình cao gần 2 mét, tức là mình cao mét có 1m7 à, nhưng mà nói chung là khoảng đó thì cái độ ồn nó cũng sẽ tới cái tai mình là cũng gần 2 mét rồi, đúng nào? Và theo một số bài báo thì người ta cũng khuyến khích rằng là nên để quạt ở cái khoảng cách này. Đương nhiên là nếu mà các bạn dí sát vào mồm mà nói như thế này thì rõ ràng là âm thanh sẽ rất là cao. Các bạn đang thấy là nó hơn 100, đúng nào? Và cũng chẳng ai khùng mà ta dí sát cái tai người ta vô cái quạt cả. Ok, cho nên mình để 2 mét là mình nghĩ là khá là ok rồi. Còn về tốc độ gió thì mình đo rất là gần. Lý do là bởi vì khi mà mình để cái độ quạt này nè, xa 2 mét cách khỏi cái quạt không cánh này ở mức độ 1,
tốc độ gió nó quá yếu và nó không có khả năng xoay cánh quạt ở bên trong đây. Một lý do nữa đó chính là bản thân mình không có cố gắng đo cái tốc độ gió ở vị trí 2m. Bản thân mình chỉ muốn so sánh cái tốc độ gió giữa hai cái quạt này mà thôi. Tại vì rõ ràng nếu mình đo chung một cái khoảng cách, một cái kết quả nó cho là 12 km/h, một cái kết quả nó cho 10 km/h, thì khả năng cao ở vị trí xa 2m thì cái 10 km/h nó sẽ không có mát bằng cái thằng 12 km/h. Hợp lý chưa? Trước khi mình chia sẻ kết quả so sánh thì mình xin nhấn mạnh một điều, đó chính là video này không được tài trợ bởi bất kỳ nhãn hàng nào mình nhắc tên trong cái video ngày hôm nay. Mình hoàn toàn không có ý dìm hay là tâng bốc bất kỳ cái thằng nào trong video này cả. Mình chỉ dựa trên những cái số liệu mình đo được và mình chém gió làm video trên YouTube mà thôi. Đừng ông nào kiện tôi nha. Đầu tiên là về tốc độ gió, mình đo ở hai đơn vị khác nhau. Đầu tiên đó chính là mét trên giây và cũng như là km/h. Lý do tại sao mình lại phải đo hai đơn vị khác nhau như vậy, đó chính là mình đo xong sau bắt đầu mình sẽ đổi. Ví dụ là mình sẽ đổi từ mét trên giây sang km/h, và mình đo từ km/h và đổi sang mét trên giây. Bởi vì mình biết được rằng là cái quạt này, cái máy đo này nó sẽ không có chính xác 100%. Cũng giống như là cái tốc độ gió, nó cũng không thể nào mà đều liên tục được. Nó chỉ có một cái khoảng nào đó mà thôi, nó cũng sẽ nói chung là sẽ di chuyển ở một cái khoảng nhất định, chứ nó không có cố định 100% đâu. Và kết quả là mình đã làm như vậy, cũng như là mình đã đổi qua đổi lại để mà có thể so sánh cái độ chênh lệch. Thì bạn có thể thấy trên màn hình đó chính là cái kết quả chênh lệch rất là nhỏ. Nó chỉ từ 0.1 m/s, nghĩa là tương đương với 0.36 km/h. Và thật sự là mình thật luôn, con người sẽ không nhận ra cái điểm khác biệt nếu mà bạn không có cái thiết bị này. Cho nên mình có thể nói là cái kết quả mình đo cũng khá là chính xác. Và trên màn hình đó chính là cái kết quả tốc độ gió mình đo được ở cái quạt 14 triệu. Khá là ổn đúng không nào? Ở mức độ 10, quạt cho ra tốc độ gió khoảng 3.61 m/s, tương đương với khoảng 13 km/h, gấp 3 lần ở mức độ 1 là 1.2 m/s, tương đương với khoảng 4.32 km/h. Để cho bạn dễ hình dung thì đây là cái tốc độ máy sấy của nhà mình, nó rơi vào đâu đó khoảng 20 km/h. Đó, mình đo gần như vậy nè. Các bạn thấy không? Là tóc em bay trong gió luôn. Hoặc là các bạn có thể nhìn vào cái bảng so sánh cấp độ gió ở bên trên đây. Nói chung là kết quả cũng tạm được, cho đến khi mình so sánh với cái kết quả của quạt truyền thống có cánh. Mình sẽ gọi là rẽ 1, rẽ 2, rẽ 3, tại vì cái quạt này chỉ có 3 mức độ mà thôi. So với bên Mỹ thì đây là một cái quạt cũng khá là rẻ rồi. Đương nhiên là mình cũng có thể tìm được một số quạt nó rẻ hơn như này nữa, nhưng mà mình tìm không ra các bạn à. Mình kiếm trên mạng thì cái này nó rẻ nhất rồi, và nó tốt nhất, nó rẻ nhất và tốt nhất ở tầm giá này. Chứ mình đã mua cái quạt này để mà về so sánh, chứ thực ra cái quạt này 1 triệu mình nghĩ cũng không có rẻ lắm cho lắm đâu. Ở cái mức độ thấp nhất của quạt có cánh rẻ tiền, nó mạnh hơn 7 mức độ còn lại của cái quạt không cánh đắt tiền. Và mức độ trung bình rẻ 2, nó mạnh hơn mức độ mạnh nhất của quạt không cánh. Và mức 3 thì khỏi nói, nó mạnh ngang như là cái máy sấy của mình luôn, gần 20 km/h. Cái vấn đề ở đây đó chính là khi mà các bạn đọc quảng cáo ngoài thị trường đó, hai cái quạt này đều có thể tự tin quảng cáo nói là sản phẩm của họ, cái quạt của họ có thể tạo ra gió mạnh ngang với gió cấp 3 bên ngoài kia, bên ngoài trời đó. Tuy nhiên khi mà các bạn nhìn vào cái số liệu thì cái gió cấp 3 của cái quạt không cánh này nè, nó là cái mức thấp nhất của gió cấp 3. Trong khi đó cái quạt bên đây là cũng là gió cấp 3, nhưng mà là cái gió mạnh nhất của gió cấp 3, nó gọi là 18 km/h. Những cái người không coi video này, sau khi nghe thấy là cái quạt này cũng tạo ra gió cấp 3, cái quạt này cũng tạo ra gió cấp 3, thì khả năng cao họ sẽ nghĩ rằng hai cái quạt này cho ra mức gió bằng nhau. Nhưng không, cấp 3 dỗm, cấp 3 xịn. Ok. Và khi mà mình so sánh ở 3 mức độ, thấp nhất, trung bình và cao nhất, các bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt về cái tốc độ gió của hai cái quạt này. Tới đây nhiều bạn sẽ nói rằng là cái quạt đắt tiền này nó sẽ có nhiều lựa chọn về tốc độ gió hơn là cái quạt rẻ tiền. Nó có tới 10 lựa chọn, trong khi đó cái quạt này chỉ có 3 lựa chọn. Bạn không hề sai. Tuy nhiên mình đã thật các bạn luôn, đó chính là cái mức độ 1 tới mức độ 3 của cái quạt này nè, nó nhẹ tới mức mà mình cảm nhận không có gió luôn đó các bạn à. Và bản thân mình chưa bao giờ xài cấp độ 1, cấp độ 3 của cái quạt này. Gần, mình phải để gần nó mới chạy, chứ mình để tới ở khoảng này là gần như là không chạy luôn. Nghĩa là quạt nó rất là yếu. Và giả sử các bạn sở hữu một cái quạt có cánh và các bạn muốn gió nó nhẹ hơn, thì việc các bạn cần làm đó chính là hãy để cái quạt nó ra xa một tí xíu, là tự nhiên gió nó nhẹ là các bạn à. Có quạt này là mình phải để gần, ở là gần thì mình mới thấy mát được. Hơi mát tí xíu. Ok, vừa rồi là về tốc độ gió, vậy còn độ ồn thì sao? Độ ồn cũng nên là một cái tính năng mà chúng ta cần phải cân nhắc khi mà mua quạt đúng nào. Và đặc biệt là mình cực kỳ quan tâm đến cái độ ồn, độ yên tĩnh của quạt khi mà xài. Mình ghi lại dữ liệu độ ồn thấp nhất và cao nhất để mà có thể tính ra trung bình. Bởi vì cũng như tốc độ gió, độ ồn không có tính cố định. Giống như mình đang nói chuyện với các bạn,
Mặc dù mình cố nói chuyện một cách không cảm xúc nhưng âm thanh vẫn tăng lên tăng xuống, không có một con số nhất định nào cả. Ok, và khi mà các bạn nhìn vào con số cao nhất và thấp nhất, các bạn sẽ thấy rằng đó chính là nó chênh lệch khoảng từ 2 decibel trở xuống. Và con số này rất là thấp, tai con người không thể nào mà nhận ra điểm khác biệt này. Ở mức độ gió cao nhất, quạt không cánh cho ra độ ồn khoảng 57 decibel, trong khi đó ở mức độ 3 của quạt không cánh, độ ồn là khoảng 54 decibel. Ok, kết quả vừa rồi không có chênh lệch nhiều cho lắm, nhưng mà rõ ràng là có một điều các bạn có thể thừa nhận với mình rằng đó chính là tuy độ ồn nó ngang nhau, nhưng mà cái quạt có cánh này nó mát gấp đôi cái quạt này ở mức độ cao nhất. Ok, không phải gấp đôi, gần gấp đôi. Chính vì vậy, nếu bạn nào mà có cái suy nghĩ đó chính là mua quạt không cánh bởi vì nó sẽ yên tĩnh hơn, thì các bạn nên suy nghĩ lại nha. Nếu bạn nào thắc mắc là tại sao quạt không cánh này nó lại ồn hơn cái quạt có cánh, thì các bạn cần phải hiểu rõ cái nguyên lý hoạt động của cái quạt này. Để mình cho bạn xem nè. Thì cái quạt này nó có hai bộ phận, ở cánh trên và cánh dưới. Thì ở cánh dưới đây là cái quạt, và đây là cái thông gió. Thì cái quạt này nó đẩy lên cái buồng thông này và nó chui ra ở mấy cái rãnh đây nè. Đó, chính vì vậy cái tốc độ gió nó phải đi từ dưới cái đó nó đi lên, xong rồi chui ra các bạn mới mát. Trong khi đó cái quạt này nó quạt xong các bạn hưởng trực tiếp nè. Thì rõ ràng là nếu mà tốc độ hai đằng này ngang nhau thì rõ ràng là cái gió chui ra từ đằng này nó sẽ nhẹ hơn, bởi vì nó phải đi ra rất là nhiều chướng ngại vật để mà có thể tới được mình. Trong khi đó cái quạt này nó trực tiếp. Đó, thì đây chính là lý do tại sao mà cái quạt này nó lại ồn hơn cái quạt này. Kể cả, mình nói kể cả là nó chung một mức độ gió luôn. Kể cả thằng này nó cho mức gió khoảng 18 km/h, thằng này cũng 18 km/h, thì mình chắc chắn 100% rằng cái quạt này sẽ ồn hơn rất là nhiều so với quạt này. Vừa rồi là những cái điểm khác nhau giữa tốc độ gió như là độ ồn giữa hai quạt này. Bên cạnh đó, hai quạt có điểm chung đó chính là nó đều có cái điều khiển đều có cái điều khiển để mà điều khiển từ xa, đều có hẹn giờ, và đều có thể quay qua quay lại được ở một cái góc cũng khá là ok, không có quá là nhỏ. Và mình cũng không cần một cái quạt mà nó quay 360 độ đâu, bởi vì chi vậy? Dưới góc nhìn của một người đang ở độ tuổi 20, chưa có con cái và không có tiền nhiều, thì rõ ràng cái quạt không cánh này là một cái khoản chi tiêu khá là hoang phí đối với mình. Đồng ý là nó có một cái kiểu dáng khá là sang trọng hơn là cái quạt có cánh truyền thống, và nó cũng khá là an toàn cho nhà có trẻ em, tại vì nó không có cánh à, đỡ nguy hiểm đúng không? Còn trẻ em thì sợ thọt thọt gì vậy. Thì nếu các bạn sợ nó thọt vô thì các bạn mua cái nào nó nhỏ nhỏ thôi, sao tay tụi nó mà tới mà tụi nó thọt vô được. Trời ơi, mình còn thọt nó không được nè. Đó, tay tụi nó ngắn ngủ làm sao mà thọt vô được, toàn là một cái đinh cả, chán. Ở một vài phiên bản khác thì cái này nó còn có cái tính năng lọc gió hoặc là sưởi ấm, và thậm chí là kết nối với điện thoại của bạn. Nhưng mà tuy nhiên là cái quạt 14 triệu ở đây của mình thì nó chỉ có mỗi là cái chức năng là quạt và hẹn giờ mà thôi, chứ hình như là cũng không có cái tính năng lọc gió ở đây cả. Nếu bạn đang cân nhắc là có nên mua cái quạt không cánh này với cái lý do là nó sẽ mát hơn, nó sẽ yên tĩnh hơn, thì mình hy vọng video này đã cung cấp đầy đủ dẫn chứng cũng như là những cái con số chứng minh cho bạn thấy. Tuy nhiên, nếu bạn thừa tiền và muốn mua một thiết bị nhìn có vẻ hiện đại và sang trọng như thế này thì bạn mua không kệ bạn, vì tiền đó là của bạn. Một số bạn có đến đây sẽ cho rằng là tiền nào là cũng nấy, cái quạt 14 triệu này chắc chắn sẽ sống dài hơn cái quạt 1 triệu này. Và ok, đồng ý, mình hoàn toàn đồng ý vì đêm nay. Giờ mình giả sử cái quạt này sống được 10 năm đi, cái quạt này sống được 2 năm. Thì coi như là để mà mình có quạt sử dụng trong vòng 10 năm, mình phải cần mua 5 cái quạt này. Cái quạt này 14 triệu, quạt này 1 triệu, mình bỏ ra 5 triệu mua 5 cái quạt. Còn 9 triệu kia mình sẽ đi đầu tư với lãi suất là 10% một năm. Ok chưa? Khoan, hình như là có gì đó sai sai thì phải. Và mình sẽ chứng minh cho nó rằng cái quạt không cánh này nó đáng mua như thế nào. Chết bà, mình muốn giữ cái quạt này mà bố nói mà không nghe, trả cho mày. Mình cảm ơn các bạn đã coi đến phút này của video. Và chắc chắn là video ngày hôm nay một người sẽ nói rằng là trời ơi, TC nó nhạt rồi, TC mất chất rồi, TC không còn nói về đầu tư nữa rồi. Thì mình cũng không thể nào mà trách các bạn được. Tuy nhiên, mình muốn các bạn biết một điều rằng, đó chính là trong tài chính cá nhân, đầu tư chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cái phần còn lại đó chính là việc các bạn tiết kiệm và chi tiêu. Ý tưởng của video này thật sự nó cũng đến rất là tình cờ. Đó chính là mình qua nhà của một khách hàng của mình, mình tư vấn tài chính cho họ, và họ nói rằng là họ không có tiền để đầu tư. Xong rồi mình nhìn xung quanh nhà của họ thì toàn là đồ vật hiệu xịn sò như thế này. Rồi mà chưa kể là trong quá trình mình làm việc với họ, mình thấy cái quạt ồn vãi đái ra luôn mà không có mát gì cả. Mình làm video này muốn cho các bạn thấy được rằng đó chính là không phải là đồ vật gia dụng nào đắt tiền cũng là xịn cả. Đôi khi đắt tiền nó còn dỗm mà làm bực mình đấy chứ. Bạn tưởng tượng xem, cái quạt đó mình mua hơn 14 triệu,
để mà có thể thay thế các bộ phận của nó là mình phải mua thêm vài trăm đô nữa. Thì thôi mình tha mua cái quạt 50 đô kia sẽ bắt đầu hư thì mình dục, hoặc là hư thì mình mua cái mới, hoặc là nếu mà có thay thế thì nó rất là rẻ. Một lý do nữa đó chính là mình muốn mở rộng cái nội dung các video trên kênh của mình. Thay vì là chỉ tập trung mỗi về đầu tư thôi thì mình muốn nói thêm về cái tư duy tiêu dùng hoặc là cái cách xài tiền nữa. Đó, thì nếu mà các bạn có những cái ý tưởng cho những video trong tương lai của mình thì đừng có quên bình luận cho mình biết nhé. Và các bạn đừng quên là dành ra một giây để giúp đỡ cái video này cho thuật toán YouTube, giúp lan tỏa video đến nhiều người Việt Nam hơn. Và đừng quên đăng ký.